Ok, xin chào tất cả các anh chị chơi Dục Hài đã quay trở lại rồi đây. Đây là hướng dẫn chơi coi cơ bản và đây sẽ là cái video đầu tiên của cái series này, đó là tư duy và định hướng đúng. Làm sao để có thể chơi coi, khởi đầu chơi coi và kiếm được lợi nhuận trên thị trường cryptocurrency một cách đúng đắn, đúng theo cái con đường mà hợp lý nhất dành cho các trader tại Việt Nam. Thì mời anh chị cùng theo dõi cái series này. Bây giờ chúng ta cùng đi vào video thôi. Ok, trước khi đi vào video thì anh chị để lại comment tôi quan tâm bên dưới cái video này. Nếu mà anh chị muốn Hoài Sarah tiếp tục những series tiếp theo, những cái bài tiếp theo của cái series hướng dẫn chơi coi cơ bản này, để Hoài có thêm động lực để mà tiếp tục series này. Bởi vì nếu mà Hoài thấy được nhiều cái nhu cầu của anh chị mà muốn Hoài tiếp tục cái series này thì Hoài mới có thể mà có đủ động lực để mà làm tiếp những cái bài tiếp theo. Đây là một cái series thật sự mà Hoài để rất là nhiều tâm huyết vào trong nó, cũng như là những cái series mà Hoài đã làm trước đó, như là series production cơ bản nè, series mô hình nến nhật, giao dịch với mô hình nến nhật. Sau cái series hướng dẫn trên coi cơ bản này thì Hoài sẽ tiếp tục song song cái series gọi là production của Bố Fullman luôn. Đấy, production của Bố Fullman, để mà anh chị có thể theo dõi khi mà cái quyển sách đầu tay của Hoài, không phải là sách của Hoài mà là sách Hoài dịch từ tác giả Bob Fullman, cái phương pháp production đó phát hành, thì Hoài sẽ khởi động cái series đó luôn. Thì tại cái thời điểm đó, nếu mà cái hướng dẫn trade coin cơ bản này mà vẫn chưa hết á, chưa xong hoàn thành á, thì Hoài sẽ chơi song song hai cái series cùng một lúc trên kênh YouTube của Gia Đình OK luôn nha anh chị. Nhớ để lại comment tôi quan tâm. Cái thứ hai là tham gia cái group Telegram, Hoài để lại cái link bên dưới cái phần mô tả của video này với cái comment đầu tiên. Đấy, tham gia cái group Telegram đó, anh chị sẽ thấy được cái phương pháp Rational Movement áp dụng vào thực chiến nó hiệu quả và mạnh mẽ đến như thế nào. Hoài cập nhật tất cả những cái giao dịch của Hoài, những cái cách đi lệnh, dừng lỗ, cách trailing stop như thế nào từng ngày từng giờ trong cái group Telegram đó. Thì cái cách đó là cái cách duy nhất mà anh chị có thể theo dõi những cái giao dịch của Hoài một cách nhanh nhất. Đấy. Và cũng như nếu anh chị nào mà có thắc mắc bất kỳ cái vấn đề gì về cái phương pháp thì cứ comment trong đó thì Hoài sẽ trả lời ngay lập tức. Còn nếu anh chị comment bên dưới cái video này thì Hoài khoảng vài ngày, một hai ngày Hoài mới vào, Hoài kiểm tra một lần và Hoài trả lời một lần. Đấy, lúc đó nó sẽ không còn giá trị nữa. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đi ngay vào cái series hướng dẫn trade coin cơ bản này. Vì tại sao Hoài lại khởi đầu cái series này? Tại sao Hoài được khởi đầu series này? Bởi vì á, bản thân Hoài từ cách đây 5 năm á, cũng đã, dĩ nhiên là cũng như tất cả những anh chị trader khác, là khởi đầu với bàn tay trắng với lại một cái đầu trắng, tức là không có bất kỳ kiến thức nào trong đầu hết. Cũng phải ngập lặng, phải tìm hiểu rất là nhiều, đọc rất là nhiều sách, đọc rất là nhiều, xem nhiều video nữa để mà có thể có được những kiến thức cơ bản đầu tiên. Và thật sự lúc đó nó rất là khó khăn anh chị. Cái thời điểm mà cách đây 5 năm á, mà Hoài bắt đầu tham gia vào thị trường crypto với Forex, cái nguồn, cái lượng kiến thức với lại cái nguồn tài liệu nó rất là hạn chế đó. Hoặc là nó có thể có nhưng mà nó chưa được kiểm chứng, với lại nó không có được tổng hợp một cách rõ ràng đó. Cho nên rất là cảm thấy rất là khó khăn trong cái giai đoạn đầu tiên đó. Thầy Hoài rất là hiểu cảm giác của một trader mới bắt đầu và không biết bắt đầu từ đâu đó. Cảm giác nó khó chịu như vậy anh chị. Nó có quá nhiều cái cần phải nghiên cứu. Đấy, có quá nhiều cái cần phải nghiên cứu. Và bên cạnh đó là, một là kiến thức nè, thứ hai là kỹ năng nè, và cái thứ ba là phải rèn luyện như thế nào nữa. Cảm giác rất là bơ vơ và trơ trọi, và hiểu cảm giác đó. Cho nên ngày hôm nay với cái vị trí là một người, có thể nói là một người đi trước 5 năm đi. Đấy, thì Hoài chia sẻ lại những gì mà Hoài biết trong cái giới hạn kiến thức của Hoài cho những anh chị nào mới bắt đầu và chưa biết như thế nào là trade coin và như thế nào là kiếm tiền trên thị trường crypto. Và tại sao lại là trade coin mà không phải là trade forex hay là những cái khác? Bởi vì cái thị trường cryptocurrency nó có những cái đặc tính rất là riêng biệt và rất là đặc biệt mà không có thị trường nào khác có được. Thị trường nào khác có được. Thứ nhất là những crypto trader phải chịu những rủi ro về bảo mật nè, bảo mật nhiều nè. Đấy, về hacker này, về sập sàn này, về nhiều những cái khác mà những trader khác lại không phải chịu những cái đó. Đặc biệt á, ví dụ như là những anh chị nào mà giao dịch chứng khoán nha, chứng khoán
hay là chơi Forex thì ít ra nó cũng sẽ có một cái chút gì đó là bảo mật hơn. Đấy, bởi vì cái chứng khoán, ví dụ đặc biệt là chứng khoán Việt Nam là được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam rồi. Đấy, đúng không ạ? Hay là Forex nếu thì không được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam, nhưng ít ra những cái sàn giao dịch nó cũng đã tồn tại rất là lâu năm trên thị trường. Đấy, phần lớn nhiều sàn đều tồn tại 10 năm trở lên thì cái khả năng rủi ro nó thấp. Đặc và khi mà đến với cryptocurrency, thị trường nó mới tồn tại cách đây chừng mới phát triển cách đây 10 năm đổ lại, thì những cái sàn giao dịch á, những sàn giao dịch thì chỉ mới được thành lập cách đây khoảng 4 đến 5 năm là cùng chị. Sàn Binance thành lập 2017, ngay cả sàn OKX mà Hoài đang làm quản lý cộng đồng cũng là thành lập năm 2017, mới được 4 năm thôi. Đây là năm thứ tư thôi. Cho nên cái kinh nghiệm phải nói là còn khá là non nớt so với những sàn giao dịch khác. So với những sàn giao dịch trên thị trường khác nha. Đó. Thì những cái rủi ro nó cao hơn. Cho nên Hoài cần phải có một series riêng dành cho những anh chị crypto trader là như vậy đó. Và đặc biệt á, cái coin nó có một cái khác biệt đó là khác biệt đó là cái biến động của nó khác những thị trường khác, cũng như cái cách giao dịch. Cái phương pháp thì có thể là những phương pháp khác có thể áp dụng được, nhưng mà những có sẽ có những cái đặc thù của riêng thị trường cryptocurrency mà Hoài cũng phải chia sẻ. Đó là lý do Hoài làm cái series này. Chúng ta đi qua cái tư duy đầu tiên của một crypto trader thì là phải có tư duy của một trader cái đã. Anh chị phải xác định ngay từ đầu cho Hoài là chúng ta đang là trader, tức là chúng ta giao dịch chứ không phải là holder. Nha anh chị nhớ nha. Phải phân biệt kỹ càng giữa trader và holder. Trader là chúng ta mở một vị thế mua hoặc bán và chúng ta bắt buộc phải đóng cái vị thế đó lại. Bất kể là anh chị nắm giữ vị thế lâu bao nhiêu, một tuần, hai tuần, một ngày, hai ngày hay là vài tháng đi chăng nữa, anh chị bắt buộc phải đóng cái vị thế đó lại. Tức là anh chị phải có một cái thời điểm nào đó anh chị đóng lên với một mức lợi nhuận, hoặc là với một mức thua lỗ, hoặc là hòa vốn. Đó, đó chính là trader. Còn holder, holder là những cái người mà chỉ mua và mua mà thôi, không có bán ra nha anh chị. Đấy, đó là những người chỉ mua và nắm giữ thôi, không bao giờ bán ra. Đó, thì đó gọi là holder. Phải phân biệt kỹ hai cái này. Nếu mà anh chị cảm thấy cái việc trading nó hơi phức tạp và không phù hợp với anh chị thì anh chị chuyển sang holder cũng được. Đâu có sao đâu mà. Anh chị chỉ cần mỗi lần giá rơi hoặc là giá giảm về những cái mức mà thấp ha, giá giảm về những cái mức thấp hấp dẫn thì anh chị mua vào và cứ thế mà mua và hấp dẫn và nắm giữ mà thôi, chứ không có bán ra. Đó, anh chị phải xác định rõ kỹ cái này nha. Chúng ta có những tư duy đầu tiên. Nếu anh chị đã xác định anh chị là trader rồi thì anh chị phải có tư duy đầu tiên. Trading là bài toán gì? Bài toán làm sao để sau một chuỗi giao dịch tổng số tiền kiếm được lớn hơn tổng số tiền mất đi. Cái mục tiêu là tổng số tiền kiếm được lớn hơn tổng số tiền mất đi. Đây là một cái bài toán xác suất nha anh chị. Sau một cái chuỗi giao dịch nhiều cái giao dịch đó, thì cái tiền mà thắng được từ những lệnh thắng nó phải cao hơn cái tiền mất đi từ những cái lệnh thua. Đó, đó là cái mục tiêu cuối cùng. Chứ không phải là thắng càng nhiều lần càng tốt nha anh chị. Đó, thắng càng nhiều lần càng tốt không phải là cái mục tiêu của một trader. Rất là nhiều trader Hoài thấy có tỷ lệ thắng rất là cao, 90%, 80%, 90% trở lên, nhưng sau cùng vẫn lỗ anh chị. Sẽ có những trader như vậy, sau cùng vẫn lỗ. Nhưng vẫn có những trader có tỷ lệ thắng vừa phải thôi, chấp nhận được thôi, 50%, 40%, thậm chí là 30% thôi. Tức là vào 100 lệnh thắng được có 30 lệnh thôi đó, đứt 70 lệnh đó, nhưng cuối cùng tính ra vẫn có lời. Vẫn có lời. Thì làm sao để giải được cái bài toán đó? Làm sao để giải được bài toán đó? Thì theo dõi series này, anh chị sẽ biết được cách như thế nào. Cái thứ hai, cái tư duy thứ hai của một trader, đó là chúng ta cần một phương pháp hoặc một hệ thống giao dịch có lợi thế. Có lợi thế. Thì lợi thế là gì? Lợi thế theo ông Mark Douglas, tác giả của cuốn Trading in the Zone, thì ông nói lợi thế chỉ đơn giản là một gợi ý cho một cái sự kiện nó có khả năng xảy ra cao hơn cái sự kiện còn lại. Đó gọi là lợi thế, đơn giản như vậy thôi chị. Đấy. Thì những cái đặc điểm và những cái dấu hiệu nào cho chúng ta biết một cái phương pháp giao dịch là có lợi thế hay không?
thì họ đã list ra 5 cái đặc điểm của một phương pháp giao dịch có lợi thế bên dưới này đây. Đầu tiên, một hệ thống giao dịch có lợi thế bắt buộc phải tôn trọng hành động giá và đi theo xu hướng thị trường. Không ít có cái hệ thống giao dịch nào mà đi ngược xu hướng thị trường mà có lợi thế lắm anh chị. Cái này là phải khẳng định luôn á. Cho nên nói nôm na là anh chị không được phép bắt đỉnh hay là bắt đáy, tức là không được mua khi mà giá đang giảm mạnh hay là không được bán khi giá đang tăng mạnh. Cơ bản là đi theo xu hướng thị trường, không được đi ngược xu hướng thị trường. Thì cái này giải thích đơn giản quá rồi, giống như là một cái dòng chảy ha, một cái dòng chảy, thị trường là một cái dòng chảy, thì anh chị đi theo cái dòng chảy đó nó sẽ dễ dàng để mà kiếm tiền hơn là đi ngược cái dòng chảy đó, đơn giản vậy thôi. Rồi, cái dòng thứ hai là một cái hệ thống đó nó phải xác định chính xác vị trí vào lệnh và cắt lỗ và thời điểm vào lệnh. Có ba cái, có ba cái yếu tố ha, có ba cái thông tin mà một hệ thống cần phải có, đó là phải có điểm vào lệnh, phải có điểm cắt lỗ và phải có thời điểm vào lệnh. Điểm vào lệnh là cái vị trí, là cái giá bao nhiêu trên biểu đồ, còn cái thời điểm vào lệnh là khi nào anh chị vào lệnh đó. Nó phải giải được ba cái thông số đó. Bất kỳ hệ thống nào mà thiếu một trong ba cái thông số này là hệ thống không có lợi thế anh chị, khẳng định với anh chị nha. Cái số 3, hệ thống đó phải xác định được một cách tương đối điểm chốt lời phù hợp. Điểm chốt lời thì chúng ta không thể nào xác định chính xác được, kiểu như là anh chị chốt lời xong là giá đảo chiều được, mà chúng ta phải xác định một cách tương đối thôi. Tức là cái phương pháp nó phải có một cái cách tính ra cái mục tiêu chốt lời như thế nào cho nó phù hợp ha, cho phù hợp. Và cái này họ phải ghi thêm nha, và phải ghi thêm là cái tỷ lệ RR, cái tỷ lệ RR đây, hãy vẽ lại cho anh. Cái tỷ lệ RR là risk reward, tức là tỷ lệ phần thưởng chia cho rủi ro á, nó phải cao ngay từ cái điểm vào lệnh thì cái hệ thống đó mới được gọi là có lợi thế. Cái thứ tư là có một nguyên tắc để trailing stop ha, có nguyên tắc để trailing stop chặt chẽ khi giao dịch đang có lợi nhuận. Để làm chi? Mục đích của cái trailing stop này là để làm cho những cái lệnh thắng nó có cái độ lớn là lớn hơn những cái lệnh lỗ đó. Cái trailing stop là như vậy, và nó cũng sẽ làm cho những cái lệnh mà anh chị thua lỗ nó sẽ nhỏ đi đó. Ví dụ như anh chị vào một lệnh mua đi mà anh chị có một nguyên tắc trailing stop, nâng cái stop loss lên một chút, thì khi mà giá cán stop loss của anh chị thì cái mức độ mà anh chị thua lỗ nó sẽ nhỏ đi, đúng không ạ? Đó, cái mục tiêu của trailing stop là như vậy. Và cái cuối cùng là phù hợp với phong cách sống và niềm tin của người sử dụng. Quan trọng nha anh chị, cái này cũng quan trọng lắm nha. Một cái hệ thống nó xịn, nó bá đạo cỡ nào đi chăng nữa mà nó không phù hợp với cái phong cách sống và cái niềm tin của anh chị thì anh chị cũng không thể nào kiếm được lợi nhuận từ nó. Vì ví dụ như anh chị đang là một trader bán thời gian và anh chị có một cái công việc toàn thời gian ở ngoài để mà kiếm tiền, thì anh chị không thể nào mà anh chị theo một cái hệ thống giao dịch lướt sóng scalping trên khung thời gian 5 phút được, đúng không ạ? Đó, một cái hệ thống mà lướt sóng trên khung thời gian 5 phút mà anh chị cần phải theo dõi biểu đồ liên tục mỗi ngày đó, mỗi giờ, thì làm sao mà anh chị có thể làm việc được và theo cái hệ thống đó được đó. Thì năm yếu tố này là hợp thành dấu hiệu của một phương pháp hoặc hệ thống giao dịch có lợi thế. Tiếp theo chúng ta đi vào những cái tư duy về thị trường và hành động giá. Cái này ngay từ đầu mà Hoài nói thì anh chị có thể hơi khó hiểu, nhưng dần dần khi mà anh chị bước vào những cái series tiếp theo, những cái bài tiếp theo trong cái series này thì anh chị sẽ hiểu hơn. Đầu tiên, bạn không bao giờ có thể biết được giá sẽ tăng hay giảm. Này khẳng định với anh chị luôn nha, thị trường là không thể nào dự đoán trước được. Những ai nói là mai thị trường tăng hay là mốt thị trường giảm gì đó đều là xạo hết anh chị ha, đều là xạo hết, không ai có thể biết được hết. Thứ hai, không cần biết giá tăng hay giảm vẫn kiếm được tiền nếu mà anh chị có lợi thế thì rõ ràng Hoài đã nói hồi nãy rồi, mục tiêu của trading không phải là thắng càng nhiều càng tốt. Mà là làm sao cho cái số tiền mà kiếm được từ những lệnh thắng lớn hơn cái số tiền mất đi trên những lệnh thua. Đấy. Và để làm được cái việc đó chúng ta cần có lợi thế. Cái thứ ba, có sự phân phối ngẫu nhiên. Phân phối ngẫu nhiên giữa các lệnh thắng và lệnh thua đối với bất kỳ hệ thống giao dịch có lợi thế nào. Nói cách khác, mỗi lệnh thắng thua là độc lập với nhau. Cái lệnh ngày hôm nay anh chị thắng, nó không liên quan gì đến cái lệnh kết quả thắng thua của cái lệnh ngày mai hết á. Đó. Anh chị thắng 10 lệnh liên tiếp không có nghĩa là cái lệnh tiếp theo anh chị cũng sẽ thắng.
Đó, cái khả năng thắng của lệnh nó chỉ là 50-50 mà thôi. Đấy. Anh chị có làm đi cỡ nào đi chăng nữa thì cái lệnh thắng hay cái lệnh tiếp theo của anh chị nó cũng chỉ có khả năng thắng là 50%, đúng không? Đấy, xác suất thắng của nó cũng chỉ là nằm ở mức 50% mà thôi. Đó. Tại sao? Vì nó chỉ có hai kết quả, hoặc là thắng hoặc là thua, đúng không? Thì nó chỉ rơi vào 50% thôi, cho nên nó không liên quan đến nhau. Ý là như vậy đó. Thứ tư, mỗi khoảnh khắc trên thị trường là độc nhất. Cái này giống như cái câu không ai tắm trên cùng một dòng sông anh chị. Đó, nó có nghĩa là cùng một cái dòng sông đó, nhưng mà khi ngày hôm nay tắm, ngày mai tắm thì cái dòng sông nó đã thay đổi rồi. Cái dòng chảy nó cứ chảy liên tục như vậy, nó sẽ không y chang ngày hôm qua được. Cũng giống như trên thị trường, không có cái khoảnh khắc nào là y chang, là giống với quá khứ hay là tương tự nhau hoàn toàn hết. Nó sẽ có một cái gì đó khác biệt nha. Cuối cùng, cái này họ đã nhắc rồi, đúng sai không quan trọng, quan trọng bạn kiếm được nhiều tiền nhất có thể khi đúng và mất ít nhất có thể khi sai. Chúng ta qua vào phần 2 của cái video ngày hôm nay, đó là các loại crypto trading. Chúng ta có hai loại đơn giản nhất, nói một cách nôm na chúng ta có hai loại thôi. Đầu tiên là spot, tức là trade coin theo cái kiểu là trao đổi coin, đấy, gọi là exchange đó anh chị. Và cái thứ hai là hợp đồng phái sinh. Chúng ta sẽ trade trên cái hợp đồng future, hợp đồng tương lai, hoặc là hợp đồng perpetual, là hợp đồng vĩnh cửu. Đấy. Bây giờ chúng ta nói vào về cái spot nha. Về spot exchange, tức đơn giản nó là anh chị mua đồng coin này, bán đồng coin khác, mua coin thực sự á, chúng ta đang nắm giữ coin thực sự á. Chúng ta đơn giản là chúng ta chỉ trao đổi đồng coin này để chúng ta bán đồng coin này, chúng ta giữ đồng coin khác với cái kỳ vọng là chúng ta sẽ với cái kỳ vọng là chúng cái đồng coin chúng ta đang nắm giữ nó sẽ tăng mạnh hơn cái đồng coin chúng ta bán đi. Ví dụ như cái cặp BTC USDT thì anh chị mua BTC USDT đơn giản là anh chị dùng USDT của anh chị bán đi để đổi lấy BTC với cái kỳ vọng là BTC của anh chị sẽ tăng mạnh hơn so với cái USDT. Đó, đơn giản như vậy thôi. Thì cái ưu điểm của cái này đó là thanh khoản rất là cao, chúng ta được hỗ trợ rất là nhiều đồng coin khác nhau và cái lợi nhuận của anh chị sẽ tăng nhanh trong thị trường tăng giá. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà anh chị nắm giữ những cái đồng altcoin á, nắm giữ những đồng altcoin mà nó có cái tốc độ tăng mạnh hơn Bitcoin á, thì chị sẽ có được cái lãi kép. Lãi kép tức là cái lãi từ cái việc mà đồng coin anh chị hold nó tăng, rồi cái lãi từ cái việc cái Bitcoin nó tăng theo nữa, thì chúng ta được lãi kép, cho nên cái lợi nhuận nó sẽ tăng khá là nhanh, chứ không phải rất nhanh, khá là nhanh thôi. Khá là nhanh. Và nhược điểm đó là không thể nào bán khống được. Bởi vì anh chị chỉ có thể mua thôi, mua và chúng ta bán ra bình thường chứ không phải là chúng ta bán khống. Bán khống tức là anh chị cược giá giảm. Và cái phí của cái dạng này là cao nhất trong cả ba loại. Đấy. Thì trên sàn OKX nó là cái giao dịch quyền, giao dịch cơ bản này anh chị. Đó, trong cái mục giao dịch chọn vào cái giao dịch cơ bản thì anh chị sẽ thấy cái giao diện đó là giao diện là đây là giao diện spot của sàn OKX. Cái dạng thứ hai đó là trade coin bằng hợp đồng phái sinh. Nó có hai cái dạng hợp đồng phái sinh, đó là futures là hợp đồng tương lai và perpetual tức là hợp đồng vĩnh cửu. Hai cái này thực ra cũng không có khác nhau gì mấy đâu. Cái này cái trade kiểu hợp đồng phái sinh này có nghĩa là thay vì anh chị giao dịch coin thực sự thì là anh chị sẽ giao dịch bằng hợp đồng. Đó, chúng ta sẽ mua cái hợp đồng, nếu mà chúng ta cược là giá sẽ tăng, hoặc là chúng ta sẽ bán cái hợp đồng nếu chúng ta cược là giá giảm. Đó, đơn giản là như vậy thôi. Thay vì chúng ta mua coin thật thì chúng ta sẽ giao dịch bằng cái hợp đồng. Thì cái khác biệt giữa cái future và cái perpetual này nó chỉ đơn giản nằm ở ngay cái chỗ thời gian đáo hạn mà thôi, còn lại là nó giống nhau hoàn toàn. Cái future này nó sẽ có một cái thời gian đáo hạn chúng ta sẽ đặt ra ngay từ khi mà chúng ta mua một cái hợp đồng hoặc là bán một cái hợp đồng. Thì tới một cái thời gian, tới cái thời điểm đáo hạn đó thì cái lệnh đó của anh chị sẽ bị cắt. Đó, ví dụ như một cái anh chị mua một cái hợp đồng future mua đi, cược giá Bitcoin tăng, thì anh chị mua một cái hợp đồng future Bitcoin với cái thời hạn là 10 ngày sau khi 10 ngày sau khi cái hợp đồng này được mở là thời gian đáo hạn, thì tới cái thời điểm 10 ngày đó bất kể là anh chị đang có lời hay có lỗ thì cái lệnh nó cũng sẽ được đóng, được gọi là đáo hạn, gọi là future. Còn cái perpetual này là vĩnh cửu tức là không có đáo hạn. Đó, đơn giản là
cái lệnh nó sẽ mở cho đến khi nào mà anh chị đóng nó mà thôi, hoặc là nó chạm chốt lời, hoặc là chạm dừng lỗ thì cái lệnh nó mới đóng, nó không không có thời gian đáo hạn, đơn giản như vậy thôi. Còn lại giống nhau hết chị. Cho nên Hoài luôn luôn xài cái thằng perpetual này nè đó, vì vì Hoài đâu có muốn nó đáo hạn, Hoài chỉ có Hoài chỉ muốn là cái lệnh của Hoài đóng khi nào mà Hoài muốn muốn nó đóng, hoặc là chạm chốt lời, hoặc là chạm dừng lỗ, hoặc là Hoài đóng nó bằng tay thôi, chứ Hoài không có muốn nó đóng ngoài ý muốn. Cho nên Hoài luôn luôn xài cái thằng perpetual này đó. Và cái đặc biệt của cái thằng hợp đồng phái sinh này là anh chị có thể sử dụng đòn bẩy hay hoặc gọi là margin để chúng ta nhân nhiều lần cái khối lượng vị thế mà anh chị có thể mua được lên. Ví dụ, Hoài lấy ví dụ đơn giản ha. Chúng ta vào cái trang của giao dịch ký quỹ nè. Đó, giao dịch ký quỹ. Bấm vào giao dịch ký quỹ. Đây là cái trang mà giao dịch ký quỹ giao dịch future của sàn giao dịch OKX. Anh chị bấm vào cái giao dịch, chọn vào cái giao dịch ký quỹ là ok nha. Đó. Thì trong cái ký quỹ này nó sẽ có cả vĩnh cửu, hợp đồng tương lai và quyền chọn luôn. Thì cái vĩnh cửu, hợp đồng tương lai hồi nói rồi đó, còn cái quyền chọn là nó hơi phức tạp hơn chút xíu, cho nên chúng ta không cần quan tâm tới nó. Đấy. Thì trong cái ký quỹ này, ví dụ trong tài khoản của Hoài đang có 10 USDT thôi, tài khoản này Hoài mới lập nên nạp có 10 đô thôi, thì với cái đòn bẩy là 1x, với cái một đòn bẩy là 1x thì Hoài chỉ có thể mua được tối đa là 10 USDT Bitcoin mà thôi, 10 USDT Bitcoin mà thôi. Tức là Bitcoin giá bao nhiêu thì 10 đô chúng ta mua được 0,0000 mấy, rất là bé. Cái số lượng Bitcoin rất là nhỏ, đúng không ạ? Với số lượng Bitcoin rất là bé. Nhưng khi mà chúng ta chọn cái mức đòn bẩy lên 10x đi, 100x luôn đi. Đấy, 100x nha. 100x. Xác nhận. Thì lúc này anh chị thấy cái, ngay cái chỗ mua tối đa này nè, chúng ta sẽ mua được tới 0,02 Bitcoin. Mua tối đa 0,02 Bitcoin với cái giá hiện tại là cho là 46.000 đi, thì 0,02 Bitcoin. 0,02 Bitcoin nhân với 46.000. Tức là chúng Hoài cái này là đây 0,02. Đấy, tức là chúng ta mua được cái vị thế có giá trị tới 920 USDT mà trong khi tài khoản nó chỉ có 10 USDT thôi. 10 USDT thôi mà Hoài được có thể có khả năng mua được tới 920 USDT. Thì làm cho tròn ra là mua được tới 1000 USDT anh chị. Đó, thì tức là ít 100 lần lên. Tài khoản nó chỉ có 10 đô thôi, nhưng mà nó nhân 100 lần lên tức là mua được cái khối lượng vị thế nó có giá trị tới 1000 đô. Đó, anh chị tưởng tượng là như vậy, đơn giản cái đòn bẩy là như vậy. Do đó, do cái đòn bẩy cho nên cái lợi nhuận mà anh chị kiếm được nó sẽ được bẩy lên, nhân lên được 100.000. Ai lộn, nhân lên được 100 lần. Thì tương đương như vậy, cái mức thua lỗ mà anh chị sẽ nhận lấy khi mà giá nó đi ngược á, thì nó cũng sẽ nhân được lên, nhân lên 100 lần. Đó, thì cái đòn bẩy càng cao á, thì cái rủi ro nó càng cao và cái khả năng mà anh chị cháy tài khoản càng cao. Khi mà cái vốn của chị mà nó rớt xuống cái mức quy định, cái mức margin quy định á, thì nó sàn nó sẽ gửi một cái thông báo gọi là margin call. Margin call tức là cái tài khoản của anh chị bị cháy rồi đó. Tức là nó sàn nó sẽ thu hết toàn bộ tiền trong cái vốn của anh chị để mà nó bù vào cái vị thế đó. Đó, cái rủi ro của cái thằng margin này rất là kinh khủng anh chị. Rủi ro rất là cao. Nhưng mà cái margin này là một cái rất là cần thiết để mà chúng ta có thể giao dịch khi mà cái vốn của chúng ta không được lớn, không có quá lớn. Anh chị thấy trong tài khoản của Hoài chỉ có 10 đô thôi nhưng mà Hoài được vào vị thế tới 1000 USDT, có giá trị tới 1000 USDT. 1000 đô là gấp 100 lần. Đó, Hoài có khả năng vào vị thế với khối lượng lớn. Thì rõ ràng ha, rõ ràng cái ưu điểm của cái hợp đồng phái sinh này là phí thấp và chúng ta có thể short sell và chúng ta có thể bẩy được cái khối lượng vị thế lớn trong khi tài khoản nó chỉ có nhỏ thôi. Nhưng cái nhược điểm của nó chính là rủi ro cao, rất là dễ cháy và anh chị cần phải có một cái khả năng trading cũng như là quản lý vốn tốt để chúng ta không có bị cháy tài khoản nha. Rồi, đơn giản cơ bản như vậy là chúng ta đã có được một số những cái định hướng tốt cơ bản về cái trade coin và cách kiếm tiền trên thị trường cryptocurrency rồi. Anh chị thấy series này hay, để lại một like, một subscribe kênh và để lại comment tôi quan tâm bên dưới video này. Nếu anh chị muốn Hoài làm cái series tiếp theo và tham gia group Telegram, Hoài để ngay link ngay phần mô tả hoặc là cái comment đầu tiên để anh chị có thể hiểu hơn về phương pháp Private Action
cái phương pháp Fraction Bofflemann của Nhật Hoài. Xin chào anh chị, hẹn gặp anh chị trong cái video tiếp theo.